khúc giữa, khúc giữa cây cầu á, chạy xe bên kia hai chiều. Đó, mình đang qua cái cảnh từ đi bộ xuống nè. Hồi nãy mình đi lên. Rồi hai khúc giữa giờ mình sẽ đi xuống. Đó. Hai bên là biển. Xung quanh này là biển. Đó. Mình sẽ đi bộ xuống nha. Không đủ tuổi á, hay là cua ghẹ đó, mình sẽ bị phạt cao, phạt nặng lắm. Thành ra ít khi người mà người ta câu cá lắm. Tại vì lúc câu cá, lỡ bắt cá nhỏ đó thì mình phải vứt đi á. Luật rất khắt khe. Nên vì là có nhiều người người ta cũng câu lén. Không biết được. Nói chung là luật ở Tam Bà, Florida này nó khắt khe lắm về vấn đề câu cá lắm.
nhiều cầu lắm. Bên kia có một cái cầu nữa. Mình phải zoom lên cho cả nhà coi nè. Đó. Bên kia có một cái cầu. Bắc dài qua bên đây. Nếu mà quay xa thì nó xa lắm. Nó xa vậy nè. Mình sẽ không thấy rõ đâu. Mình sẽ zoom ra. Mình đang đứng là cầu đi bộ. Bên kia là xe chạy bên kia. Nó đứng từ trên cao mà nhìn xuống dưới chân cầu rất là ngợp. Tại vì nó cao dữ lắm. Gia đình của mình đã đi bộ xuống dưới chút dưới kia rồi. Còn mình đã còn đang túc này à. Nói chi là nhiều người về đây du lịch cái cầu này nè. Vì lúc á cá heo dưới này nhiều lắm. Nó cá heo rất là nhiều. Người ta nói cá heo thì nó có mập mới có đúng không nữa. Mà không ai sợ hết trơn á. Đa số là người tấn công có người mình tấn công cá mập chứ cá mập đâu tấn công con người mình đâu. Hello. Hello Nam. Con người hỏi. Đã khẩu trang là cứ làm gì đó. Look at that.